Chào các bạn, hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn cách thức mình day trade cổ phiếu Tesla vào sáng nay như thế nào. À, hôm nay là thứ hai ngày 8 tháng 1. Thị trường tất cả đều lên, chỉ có chỉ số của Dow Jones là xuống nhẹ, Nasdaq và SP500 đều lên hết. Và trước khi đi vào cái chủ đề day trade hôm nay, Jason muốn cho các bạn hiểu rằng không phải day trade dành cho tất cả mọi người. Nếu những bạn nào yêu thích, các bạn có thời gian, các bạn muốn kiếm tiền mỗi ngày thì các bạn mới nên day trade. Còn ngoài ra các bạn không có thời gian thì các bạn không thể nào day trade được. Còn nếu như các bạn muốn đi trade hoặc là các bạn muốn đầu tư thành công vào thị trường chứng khoán thì các bạn có thể theo dõi cái chương trình dạy học của Jason trên trang website của Jason, JasonLayTrading.com à, Các bạn có thể học in person với Jason tại nơi Jason làm việc hoặc là các bạn có thể học với Jason ở những địa điểm mà Jason sắp đến đây. Bây giờ mình sẽ quay về màn hình để chia sẻ cho các bạn cách mình day trade sáng nay của cổ phiếu Tesla như thế nào. Trên màn hình là các bạn thấy cổ phiếu Tesla nếu các bạn theo dõi thì sáng hôm nay vào lúc 6 giờ khi thị trường chưa mở cửa đã có tín hiệu là Tesla sẽ đi lên. Nếu các bạn nào học day trade với Jason thì các bạn cũng đã hiểu những cái indicator là những cái dấu hiệu cho các bạn thấy rằng đây là tín hiệu cho thấy cổ phiếu Tesla sẽ đi lên. 6 giờ sáng giờ bên New York là đã có tín hiệu mũi tên dài hiện ra và các bạn cũng thấy từ lúc 6 giờ cho đến 7 giờ là một tiếng sau giá cổ phiếu của Tesla từ lúc 6 giờ là 235 đồng và cho đến khi 7 giờ là một giờ đồng hồ sau là thành 237 có nghĩa là trong một tiếng đồng hồ đó nó đã lên hai đồng thường thường pre market cổ phiếu sẽ không có dao động nhiều vì số lượng mua bán rất là ít nhưng mà khi các bạn day trade các bạn thắng hai đồng cũng là khá tốt lắm rồi sau khi thị trường vừa mở cửa hôm nay thì khi thị trường vừa mở cửa thì các bạn đã thấy dấu hiệu cho thấy Tesla là lại đi lên lúc này thị trường vừa mở cửa mà test lại có dấu hiệu đi lên như thế này các bạn mua sẽ không kịp đặc biệt là những bạn nào chưa có kinh nghiệm nhưng khoảng tầm À, gần 10 giờ 9 giờ 50 thì sau đó nó lại xuất hiện cái dấu hiệu khi các bạn mua một lần nữa lúc này các bạn cũng thấy mũi tên dài đã xuất hiện chữ bay và hình tam giác cùng lúc ở phía dưới cái KTM cũng đã chuyển màu sang màu vàng và cái RSI cũng đã trở thành màu xanh thì cho thấy đây là cổ phiếu sẽ lên mạnh và nếu như các bạn mua được từ cái đỉnh này à, có thể là 237 có thể là 237 rưỡi hoặc là gần như là 238 thì sau đó nó cũng lên gần như là 239 đồng mấy chục sen thì các bạn đã thắng dễ dàng một đọc. Sau đó nếu như các bạn chờ đợi cho đến khi test lại lúc 11 giờ trưa, nó lại cho các bạn một tín hiệu lần nữa là chữ bay lại hiện ra và cái hình tam giác lại hiện ra một lần nữa. Và các bạn cũng thấy từ 236 đồng hoặc là 237 thì hơn một giờ đồng hồ sau nó thành 239, gần như 240. Thì hôm nay cổ phiếu test lại khi các bạn trade có rất nhiều cơ hội cho các bạn mua bán nhiều lần. Còn cá nhân mình sáng hôm nay khi test là vừa có tín hiệu từ thời điểm này, thì mình lại vô mua option Mình không có mua share sáng hôm nay Mà mình mua option Mình mua một cái call Strike là 237.5 à, Cái cost là khoảng tầm 4 ,5 đồng rưỡi Thì sau khi mình mua xong test là nhảy lên hơn một điểm Thì mình đã bán ra Mình lời khoảng tầm 40 cent lúc đó Tại vì cái delta của cái strike mình chọn Nó khoảng tầm 40 cent Mua 10 contract Là lúc sáng nay mình phải bỏ ra đến gần 4 rưỡi Mình mua 10 contract Thì mình lời được 40 cent 40 cent của 10 contract Có nghĩa là 400 đồng và sau đó mình thắng thì mình đã ngưng trade không có trade nữa thì như các bạn cũng thấy đó nếu các bạn mua share thì các bạn cũng có thể thắng hơn một đồng còn option thì các bạn phải set theo cái giá hoặc là bán theo cái ý các bạn muốn như bạn thấy đó chỉ cần các bạn có kinh nghiệm các bạn học cái day trade với Jason sau một thời gian thì nó sẽ giúp cho các bạn đạt được cái kết quả các bạn muốn mỗi ngày khi các bạn trade không nhất thiết các bạn phải trade test các bạn có thể trade bất cứ cổ phiếu nào mà các bạn muốn quan trọng là các bạn quen thuộc với cổ phiếu đó ok hy vọng các bạn đã có một ngày trading gặp nhiều may mắn hôm nay Cảm ơn các bạn. À, nếu như các bạn có gì thắc mắc các bạn có thể comment trong video, mình sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn. Còn các bạn nào muốn day trade thành công thì các bạn có thể đăng ký học với Jason. Các bạn có thể vào trong website của Jason để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.